tất cả chúng ta rồi sẽ trở về với hư vô. Hay nói một cách khác là tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết. Tôi biết rằng điều này nghe thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Loài người nhờ sự tò mò và trí thông minh mà vươn lên trở thành giống loài nắm giữ thế giới. Cái sự tò mò ấy ám ảnh tới nỗi, ngay cả khi ta ngừng thở, nó vẫn không thể dừng lại. Mọi người đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi trái tim trong lồng ngực không còn đập nữa. Không chỉ là con người mà cả trái đất hay vũ trụ rộng lớn cũng đều có ngày suy tàn. Chúng ta được truyền dạy nhiều điều tốt đẹp về sự khởi đầu, về sức sống mãnh liệt, về sự vươn lên mạnh mẽ của tất thảy sự vật. Vậy thì tại sao hôm nay ta không cùng nhau nhìn ngắm một chút vẻ đẹp của sự kết thúc? Vẻ đẹp nhỏ bé như một sinh mạng từ biệt thế gian, hay lớn lao như ngày vũ trụ bị tận diệt, hẳn là điều đáng để chiêm ngưỡng. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ Nguyên Thủy, đằng sau sự kết thúc. Tập 1: Cái chết của những Pharaoh. Nếu nói về sự kết thúc, thì hẳn sinh mạng mỗi con người chính là điều ai cũng quan tâm. Ta sinh ra, lớn lên, rồi lại chết đi như một lẽ tất yếu. Thế nhưng những người đã ra đi rồi thì không ai quay trở lại để kể về thế giới sau khi họ qua đời được cả. Vì vậy hiểu biết về cái chết vẫn cứ là ẩn số vượt thời gian cho tới tận hôm nay. Nếu một số đức vua của văn minh Đông Phương điên cuồng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, thì các pharaoh Ai Cập cổ đại lại lo cho hành trình sau khi chết của mình. Tín ngưỡng Ai Cập cổ đại miêu tả có một vùng đất tên là Aru, hay còn gọi với cái tên mảnh đất sung sướng. Tại đó có dòng sông đầy nước, núi non, cánh đồng tươi tốt, cây lúa mạch cao 60 mét, bén đất màu mỡ. Song muốn tới được đây, sau khi chết phải vượt qua muôn vàn thử thách. Chúng được tập hợp trong Tử Thư Ai Cập, bách khoa âm giới của người sông Nin. Tử Thư Ai Cập có mặt từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ban đầu nó là những bức tranh chữ tượng hình kèm hình vẽ minh họa khắc trên tường lăng mộ của các pharaoh. Nội dung phác họa thế giới bên kia bao gồm các cửa ải âm ti rung rợn. Linh hồn người chết phải thông qua hết các cửa ải này thì mới lên được Aru. Phát hiện sớm nhất về Tử Thư Ai Cập là bản khắc trên tường các kim tự tháp lăng mộ thuộc vương triều Đệ Tam 2670 đến 2613 trước công nguyên. Kể từ vương triều Đệ Thập Nhị, nội dung này đã được chép sang cuộn cõi. Tử Thư Ai Cập là tập hợp các thần chú giúp đỡ những linh hồn đã qua đời định hướng cuộc sống sau cái chết. Chính các học giả phương Tây đã đặt cái tựa đề nổi tiếng cho tài liệu này. Tựa đề thực sự của nó có lẽ nên được dịch là cuốn sách về giải thoát trong ánh sáng, hoặc thần chú về giải thoát trong ánh sáng. Và có một cách dịch dễ hơn là sách về cuộc sống của Ai Cập. Mặc dù tài liệu cũng thường được tham chiếu với tên gọi Kinh Thánh của Ai Cập cổ đại, nhưng nó hoàn toàn không liên quan tới Kinh Thánh Ai Cập mà chúng ta biết. Mặc dù chúng đều là những tài liệu bằng văn bản sưu tập được thuộc thời cổ đại ở các khoảng thời gian khác nhau, cuối cùng được tập hợp về trong hình thức một cuốn sách. Tử thư là tài liệu chưa từng được hệ thống hóa và sẽ không có hai cuốn tử thư nào hoàn toàn giống nhau. Tử thư Ai Cập được ghi chép dành riêng cho người chết. Ban đầu nó chỉ được dùng cho giới vương tộc. Qua tư tế của mỗi triều đại đều có trách nhiệm khắc tất cả lên tường lăng mộ kim tự tháp. Họ cũng kiêm luôn nhiệm vụ đọc tử thư trong suốt quá trình ướp xác. Mục đích là giúp người chết ghi nhớ thứ tự hành trình vượt qua cõi âm. Ít có nền văn hóa nào hình dung được thế giới của người chết một cách rõ ràng và chi tiết hơn người Ai Cập cổ đại. Quan niệm về cái chết của họ là một sự phi thường, một hành trình gian khổ vượt qua âm giới đầy nguy hiểm. Để hiểu rõ hơn về hành trình phi thường ấy, chúng ta hãy theo chân một trong những vị pharaoh vĩ đại nhất lịch sử, vua Seti đệ nhất, để cùng xem cách ngài tìm kiếm sự sống vĩnh hằng dưới cõi âm. Khoảng 1.200 năm trước khi Thiên Chúa chào đời, vua Seti đệ nhất chút hơi thở cuối cùng từ biệt nhân gian. Pharaoh Seti đệ nhất, người đặt tiền đề sáng lập ra triều đại thứ 19, đế chế mới ở Ai Cập cổ đại.
Đây được coi là giai đoạn đỉnh cao về lực lượng quân sự, biến Ai Cập thành một quốc gia hùng mạnh. Ông là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong thời kỳ hoàng kim của đất nước Ai Cập. Như mọi thành viên hoàng tộc khác khi qua đời, vua Seti được ướp xác. Theo họ, thân xác là quan trọng hơn cả. Chỉ khi thân xác còn nguyên vẹn thì người chết mới nhận ra bản thể ở cõi âm và một lần nữa tái hợp với nó. Sau khi quá trình ướp xác kết thúc, người ta chôn ông tại thung lũng các vị vua. Ngay lúc này, sau một cuộc đời chinh chiến hào hùng, vua Seti phải bước vào trận chiến cuối cùng, trận chiến giành lấy sự hồi sinh cho bản thân. Để vượt qua hành trình ấy, nhà vua cần cho mình sự dẫn dắt thật tỉ mỉ. Những người mang trên mình trọng trách ấy được gọi là môn thư. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh của họ trên vách hầm mộ nhà vua đang an nghỉ. Đón tiếp vua Seti nơi âm giới là những vệ binh từ địa ngục, các âm hồn người chết. Với họ, nhà vua như là hiện thân của thần Ra, vị thần mặt trời quyền năng nhất trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Có thể bạn chưa biết, người Ai Cập cho rằng một khi Pharaoh qua đời, ngài sẽ hợp nhất với mặt trời và trở thành bản thể mạnh mẽ hơn bội phần. Vì thế cuộc chiến của Pharaoh dưới cõi âm cũng chính là cuộc chiến của thần mặt trời với những sự hỗn loạn và ác quỷ. Đối với người Ai Cập cổ đại, mặt trời là thứ linh thiêng nhất trong mọi thứ linh thiêng. Họ quan niệm rằng mặt trời sẽ chết mỗi khi biến mất ở phía tây mỗi ngày, rồi cầu nguyện cho nó sống lại vào sáng hôm sau. Hành trình của nhà vua cũng giống như việc mặt trời đi qua cái chết. Nếu ngài không thể thành công, thế giới sẽ mãi chìm trong bóng tối. Quay trở lại với hành trình của vua Seti, đây sẽ là chuyến đi tới một thế giới khác, dọc theo sông Nin linh thiêng. Ngài phải đi qua 12 tầng cửa của cõi âm để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng, và tất cả các cửa được canh giữ bởi bầy rắn độc hung dữ. Bất cứ linh hồn nào không có đủ sự trong sạch hoặc không có đủ sức mạnh phép thuật đều không có tư cách qua cửa. Hành trình này kéo dài 12 giờ đồng hồ trước khi mặt trời lên vào sáng hôm sau. Cũng giống như nhiều tôn giáo khác ngày nay, người Ai Cập đề cao sự trong sạch của tâm hồn trong quá trình tìm kiếm sự sống vĩnh hằng. Vua Seti không thể qua cửa nếu ông không gọi lên được những cái tên bí mật của các loài rắn gác cổng. Những cái tên đó lấy ở đâu? Làm sao nhà vua biết được mình chính xác cần nói gì? Câu trả lời rất đơn giản, ngài chỉ cần đọc trên các bức phách trong chính hầm mộ của mình. Khi nhà vua gọi tên, lũ rắn tháo chạy và ông có thể đi qua cửa thứ nhất một cách dễ dàng. Nhưng trước khi màn đêm kết thúc, đức vua còn 11 tầng cửa nữa cần phải vượt qua, đối mặt với đám quỷ dữ quyết hủy diệt bằng được linh hồn vị Pharaoh đáng kính. Hàng ngàn năm trước, trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại đã phát triển những cách thức giúp cho hành trình tiến vào cõi chết trở thành một chuyến đi có tính toán. Với họ, việc tìm kiếm sự bất tử sau khi chết là hoàn toàn có thật. Đó là tất cả những gì họ muốn. Không phải ngẫu nhiên mà một số lượng khổng lồ nhân công, vật liệu, nghệ nhân, pháp sư được huy động cho mỗi lần an táng các Pharaoh. Có thể thấy rằng kim tự tháp hay hầm mộ được xây dựng lên từ ý niệm về cõi âm, về cuộc sống bất tử của người Ai Cập. Trong bất cứ hầm mộ nào, từ của bậc đế vương cho tới nhà quý tộc, hình ảnh vũ trụ đều được tái hiện rất chi tiết. Về cơ bản, nó giống như cỗ máy hồi sinh hoàn hảo. Không có một hầm mộ nào trong thung lũng các vị vua thể hiện điều này rõ ràng hơn hầm mộ của Seti đệ nhất. Tại đây, hàng chục ngàn thợ thủ công phải làm việc nhiều năm liền để vẽ lên các biểu tượng của sức mạnh pháp thuật hùng mạnh, trợ giúp nhà vua hoàn thành hành trình. Khám phá long mộ của vua Seti chính là chìa khóa để mở ra thế giới bên kia một cách đầy sống động và đáng kinh ngạc. Tầng cửa thứ nhất và thứ hai vua Seti đã đi qua thuận lợi nhờ sự trợ giúp của Dược Gian. Và khi tới tầng cửa thứ ba, ông sẽ phải đối mặt với nỗi khiếp sợ của rất nhiều tín đồ các tôn giáo sau khi qua đời. Đó là hỏa ngục. Đây là phép thử sự trong sạch khó khăn cho linh hồn của bất cứ ai. Nhưng đừng quên rằng, Pharaoh của chúng ta đã hợp nhất với thần mặt trời sau khi băng hà. Vì vậy, ở thử thách này, ông gần như không hề bị ảnh hưởng gì. Trên một góc độ nào đó, người ta cho rằng vua Seti thậm chí còn quyết định được ai sẽ được bảo vệ và ai sẽ bị nguyền rủa khi đi qua cánh cổng. Thế nhưng hành trình sẽ không dễ dàng được mãi. Ở cửa ải sau, thứ chờ đợi nhà vua là con mãng xà Apophis đầy ma lực.
hiện thân của ác quỷ đối với tất cả người Ai Cập cổ đại. Người ta biết đến Apophis như kẻ cai trị bóng đêm và sự hỗn loạn của nó. Nó mang hình dạng của một con rắn khổng lồ và thường cuộn mình thành nhiều khúc. Apophis có khả năng thôi miên tất cả các vị thần ngoại trừ Aten Seth. Người có thể giết Apophis chỉ với một mũi dao lớn. Còn quái vật này thường bắt giữ con thuyền bằng cách siết chặt con thuyền bởi thân mình to lớn của nó. Hoặc nó sẽ khuấy động cả vùng nước nguyên thủy của Nun, tạo ra những trận lũ lụt để nhấn chìm con thuyền. Nhà vua sẽ phải làm gì để đánh bại con quái vật? Ai sẽ giúp ông trong cửa ải lần này đây? Khi còn sống, vua Seti đã phải đương đầu với vô số sự hỗn loạn nơi trần thế, dựng lên thời kỳ vàng son bậc nhất lịch sử Ai Cập. Không chỉ vậy, ông cũng là một chiến binh xuất chúng. Trong 11 năm trị vì, nhà vua đã lập lại trật tự cho vùng đất vốn chìm trong biến động tôn giáo và xã hội sâu sắc. Seti chinh chiến khắp nơi, vạch ra biên cương rõ ràng cho Ai Cập và Palestine cũng như Nubia. Quân xâm lược từ Libya bị ông đánh tan tác không còn mảnh giáp. Nhưng tất cả chiến công hiển hách ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngài không vượt qua được con ác giả Apophis kìa. Khi nhìn vào hầm mộ của Seti, bạn sẽ thấy các tầng cửa và con đường được thiết kế tỉ mỉ như một bản đồ. Nhưng quan trọng hơn hết, vẫn phải là bốn pho sách điêu khắc phía trong, đóng vai trò như một loại hướng dẫn hành trình vào cõi âm giới. Những hình điêu khắc ấy cho biết nhà vua không thể một mình chống lại con ác giả Apophis. Nó quá mạnh ngay cả khi ông đã hợp nhất với thần mặt trời. Cách thức để nhà vua đi qua cửa ải thứ tư được hé lộ tại một vùng đất cách lăng mộ 145 km về phía bắc, mang tên Nghĩa Trang Hoàng gia Abydos. Cội nguồn của người Ai Cập cổ đại chính là nơi này. Ý niệm về thế giới bên kia được người ta tìm thấy đầu tiên tại đây thông qua cấu trúc các hầm mộ. Trong quá trình khám phá, các nhà khoa học đã khai quật một trong những hầm mộ hoàng gia cổ nhất Ai Cập, lăng mộ của vua Djoser. Pharaoh Djoser sống trước thời vua Seti khoảng 1.700 năm. Tuy vậy, lăng mộ của ông cũng thể hiện một cách chi tiết sự chuẩn bị cho hành trình sau khi chết. Ngay từ khoảng thời gian này, người ta đã có ý thức về việc mang theo thực phẩm, rượu, bia để sử dụng khi sang tới thế giới bên kia. Các pharaoh còn không quên trang bị vũ khí cũng như vàng bạc châu báu và thậm chí là cả những người hầu. Đúng vậy, bạn không hề nghe nhầm. Toàn bộ người hầu sẽ theo nhà vua sang thế giới bên kia. Và chính những tôi tớ trung thành sẽ hộ tống Seti vượt qua con ác xà Apophis ở đoạn sau hành trình. Trong hành trình dưới cõi âm, thời khắc chạm mặt con quái vật Apophis đã đến. Seti đọc thần chú vượt cửa. Ngay lập tức, quái vật bám theo nhà vua, trực chờ tung ra đòn tấn công kết liễu. Từ xa xưa, trong nhiều nền văn hóa, người ta vẫn luôn tin rằng bản thân phải đối mặt với ác quỷ sau khi chết đi. Đó giống như sự phán xét cuối cùng sau khi từ biệt nhân gian. Ác quỷ Apophis của người Ai Cập hàm chứa một sự tương đồng huyền bí với quỷ Satan theo Thiên Chúa giáo. Nếu nhà vua không thể khuất phục nó, thì vũ trụ này sẽ tới ngày suy tàn. Không phải ngẫu nhiên mà Apophis mang hình dạng con rắn. Cõi âm giới, người Ai Cập tưởng tượng ra là nơi đầy dãy sinh vật lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên xung quanh họ. Những loài vật là sự kết hợp biến hóa tài tình xuất hiện trên con đường sang thế giới bên kia. Vua Seti tiếp tục tiến sâu hơn vào thử thách 12 cửa dưới quỷ ngục. Ở cửa thứ tư, ngoài con ác xà, nhà vua còn hồi sinh cho những xác ướp đã chờ đợi ông ở đó từ lâu. Cửa thứ năm đã tới, tại đây nhà vua cùng đạo quân thần linh và đoàn tùy tùng vừa được hồi sinh chiến đấu, trói chặt Apophis. Nhưng thông qua sự hướng dẫn trong lòng mộ, ngài biết rằng con ác xà sẽ còn quay trở lại, quyết tâm tiêu diệt bằng được pharaoh của chúng ta. Cùng thời điểm đó, trong chuyến hành trình, nhà vua gặp được bốn tộc người khác nhau tới từ Nubia, Ai Cập, Châu Á và Libya. Sự hiện diện của họ cho thấy rằng cõi âm giới Ai Cập là cửa ngõ cho bất kỳ ai. Khi hành trình tiếp tục, con thuyền tiến vào nơi tăm tối nhất, vua Seti sắp phải đối mặt với vị thần cai quản mọi cái chết, thần Osiris. Osiris được biết đến như là một trong bộ chín vĩ đại của Heliopolis trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Ông là con trai của thần đất Geb và nữ thần bầu trời Nut, là anh của ba vị thần Isis, Seth và Nephthys. Ông được coi như thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ.
Sau khi ghép thoái vị, Osiris kế vị ngai vàng, trở thành pharaoh thứ tư của Ai Cập. Set ghen tức vì điều này, cho rằng mình mới xứng đáng lên ngôi, nên luôn tìm cách hãm hại anh mình. Set đã quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình để tỏ lòng tôn kính với Osiris và tặng một cái hòm được chạm trổ hết sức tinh xảo cho ai nằm vừa nó. Tất nhiên, chiếc hòm được đóng cho vừa với Osiris. Khi Osiris vừa nằm vào trong, thì Set đóng nắp hòm lại và thả ông xuống dòng sông Nin. Chiếc hòm đó trôi dạt vào Bilos. Ngay khi trôi vào bờ, một cây thánh liễu mọc lên bao bọc lấy nó trong thân mình. Cái cây đó to đến nỗi vua xứ Bilos đã đem chặt chúng về làm những cây cột trong cung điện của mình. Isis biết được đã xin nhà vua đem cây cột đó có chứa sắc Osiris về Ai Cập. Bà đã dùng phép thuật hồi sinh ông và mang thai Horus. Set lại tìm thấy chiếc hòm đó, đã chặt xác của Osiris thành nhiều mảnh và giải khắp Ai Cập. Isis và Nephthys phải đi nhặt từng bộ phận cơ thể của ông, nhưng dương vật lại thiếu mất do bị cá ăn. Vì thế Osiris không thể sống trở lại. Một số truyền thuyết khác lại cho rằng sau đó bà đã gắn một dương vật bằng vàng cho Osiris rồi mới mang thai Horus. Thần Ra thương tiếc nên đã cho thần đầu chó Anubis ướp xác ông, và theo lệnh Thoth, Isis và Nephthys ghép các mảnh xác của Osiris lại. Thần Ra sau đó phong cho ông làm vua cõi âm, và để Horus, con của ông, trở thành vị pharaoh thứ 5 cai quản Ai Cập. Như vậy, Osiris là biểu tượng của sự hồi sinh, người có quyền năng tuyệt đối trong việc ban phát cuộc sống mới. Vua Seti hoàn toàn thừa nhận quyền lực ấy của Osiris, đứng trước cánh cửa thứ 6 trong cuộc hành trình, khi gian phòng phán xét ở ngay trước mặt, ông một lần nữa hợp nhất với chúa tể cõi âm giới. Tới đây, nhà vua, thần Ra và Osiris đã là một thực thể duy nhất chuẩn bị bước vào gian phòng phán xét huyền thoại. Tại gian phòng này, trái tim của các linh hồn sẽ được đặt lên đĩa cân cùng với lông vũ trung thực. Nếu cán cân này không bị lệch, họ có thể tiếp tục đi vào thế giới bên kia một cách an toàn. Ngược lại, nếu trái tim này nặng hơn, nó sẽ bị ném xuống sàn cho nữ thần quỷ Amut ăn ngấu nghiến và linh hồn của họ sẽ tan rã. Nhưng chắc chắn rồi, Vua Seti không bị khuất phục bởi thử thách này được. Từ khi hợp nhất với Osiris, ông đã là vị thần tối cao, phán xét mọi linh hồn khác. Thử thách tối thượng về sự trung thực chính là cán cân trước mắt. Cuộc sống dọc theo bờ sông Nin thật tươi đẹp và không ai muốn từ bỏ nó cả. Vua Seti vẫn luôn muốn mang theo cuộc sống tươi đẹp bên mình, ngay cả khi ông chết đi. Vì vậy nơi hầm mộ chẳng thiếu kho báu, vũ khí, đồ trang sức hay thực phẩm và kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên, khác với các ông vua khác, Seti không giết những đầy tớ của mình. Thay vào đó, ông chỉ đặt những bức tượng Shawapti nho nhỏ cùng với nơi an nghỉ của mình. Khi pharaoh cần đến, các Shawapti hiện ra phục vụ cho cuộc sống nơi hầm mộ. Sau khi qua khỏi căn phòng phán xét, giờ đây nhà vua sẽ một lần nữa đối mặt với Apophis. Bằng quyền năng từ thần mặt trời và thần Osiris, Vua Seti được bảo vệ bởi một đạo quân các vị thần khác để an toàn đi tiếp trong âm giới. Thời điểm quan trọng nhất của hành trình đã đến. Linh hồn Vua Seti một lần nữa tái hợp với thần xác, hồi sinh vị pharaoh đáng kính. Ông cùng những xác ướp khác phơi mình trong ánh hào quang rực rỡ của mặt trời để linh hồn và thể xác hòa làm một. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong chuyến hành trình gian khổ tìm thấy sự tái sinh này. Khi đã có thêm sức mạnh từ linh hồn của mình, Seti cùng đoàn tùy tùng tiến nhanh về phía dạng đông, nơi những thử thách tiếp theo còn chờ đợi. Đến cửa tiếp theo, nhà vua vượt qua đám quỷ đang trừng phạt những kẻ bị nguyền rủa. Sau 7 giờ đồng hồ dưới cõi âm, đến giờ thứ 8, xác ướp trong quan tài trở mình, đánh dấu giai đoạn then chốt trong quá trình trở lại với cuộc sống. Một giờ sau, những linh hồn người chết lấy lại sức mạnh dương gian trong dòng sông Nguyên Thủy. Cùng lúc đó, vua Seti sẽ có cơ hội giải quyết nhiều món nợ trong cuộc đời. Chỉ còn một trận chiến cuối cùng, ông buộc phải tiêu diệt Apophis để bước ra khỏi địa ngục. Mặt trời sẽ sớm mọc lại trên dòng sông Nin, và Apophis cũng biết đây là cơ hội cuối cùng để xé xác pharaoh trước khi quá muộn. Đội quân thần linh một lần nữa được triệu tập. Họ dùng tấm lưới thần thu lấy quyền năng từ thần mặt trời, tấm lưới bảo vệ nhà vua, đồng thời đẩy lùi ác quỷ về sâu trong âm giới. Còn ác quỷ của sự hỗn loạn hoàn toàn bị đánh bại. Con đường gian nan đã kết thúc,
Vosetti được dẫn đường bởi một đoàn các nam thần và nữ thần trở lại với thế giới. Khi ông bước ra ánh bình minh, người Ai Cập tin rằng đó chính là sự hồi sinh của thần mặt trời. Ánh sáng và sự ấm áp sẽ còn lan tỏa khắp thế gian này từ nay và đến muôn đời sau. Cái chết với người Ai Cập có thể là một trải nghiệm thật khác lạ. Nó là một hành trình tìm tới cuộc sống vĩnh hằng vĩ đại. Chết không đồng nghĩa với sự kết thúc, là một nét văn hóa độc đáo nên được lưu truyền. Những vị pharaoh đáng kính vẫn nối tiếp nhau đi trên hành trình dài, tìm về với mặt trời để thần dân của họ được ấm no, hạnh phúc. Theo các bạn, cái chết có phải là dấu chấm hết cho mọi thứ hay chăng? Liệu rằng có ai đó còn sống đã từng được trải nghiệm nơi được gọi là thế giới bên kia hay chưa? Tập 2: Trước cổng thiên đàng. Thế giới bên kia hay thế giới sau khi chết, theo một cách nào đó thường được gắn với các yếu tố tâm linh trong quan niệm của mỗi người. Tuy nhiên nó lại thường không thống nhất với nhau về nhiều mặt. Mỗi một nền văn hóa, một quốc gia hay một dân tộc lại có cho mình một thế giới bên kia để họ dừng chân sau khi từ biệt trần thế. Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng chẳng có chứng cứ xác thực chắc chắn nào cho thấy thế giới bên kia có tồn tại. Bởi lẽ không một ai đã ra đi rồi lại có thể quay lại chia sẻ về nó cả. Nhưng ngày hôm nay, thông qua những con người đã từng có trải nghiệm với việc cận kề cái chết, chúng ta sẽ cùng nhau vén bức màn bí mật và trả lời cho câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra sau khi một người chết đi? Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Đằng Sau Sự Kết Thúc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế giới phương Tây đã có rất nhiều nghiên cứu về luân hồi chuyển thế. Vào năm 1986, tiến sĩ Joe Witten và Joe Fisher đã hợp tác và đồng xuất bản cuốn sách Giữa Những Lần Luân Hồi. Và đây có lẽ chính là cuốn sách đầu tiên đi sâu khám phá về thế giới bên kia. Đến năm 1973, tiến sĩ Witten cũng bắt đầu quá trình nghiên cứu của mình về chủ đề này. Và trong suốt hơn 10 năm, ông đã thu thập được hơn 30 trường hợp chi tiết. Dưới sự hướng dẫn của ông, những đối tượng tham gia thí nghiệm bước vào trạng thái thôi miên sâu. Trong đó họ không chỉ có thể tái hiện nhiều kiếp trước của mình, mà còn có thể đi vào thế giới bên kia giữa các kiếp luân hồi. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Witten, cảnh tượng về thế giới bên kia thường khiến người ta kinh ngạc không thể nói nên lời. Nơi đó không có khái niệm về thời gian và không gian như của con người. Trong trạng thái đó, mọi người sẽ cảm thấy tất cả hoàn hảo hơn bao giờ hết, và các sinh mệnh có thể giao tiếp với nhau thông qua tư duy truyền cảm mà không cần ngôn ngữ. So với thế giới con người, bản thân ở trong đó mới là bản thân chân chính và bản chất hơn cả. Người tới thế giới bên kia, họ sẽ gặp một số các thực thể siêu nhiên, và những thực thể này sẽ cho người đó nhìn lại cuộc đời vừa qua của mình. Mọi thứ trong đời họ đều hiện lên chi tiết, giống như một thước phim, ngay lập tức hiện ra, bao gồm cả những tình huống mà bản thân họ trước khi chết không nhận ra. Chẳng hạn như những lời nói và việc làm vô ý của họ gây tổn thương cho người khác, hay những nguy cơ tiềm ẩn mà vào thời điểm đó. Trên đời này, con người thường tìm nhiều cớ khác nhau để che đậy tội lỗi. Nhưng ở thế giới bên kia, người ta không hề lấp liếm mà chỉ vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình. Những thực thể siêu nhiên sẽ cùng người đó phân tích về kiếp trước và an bài cho tương lai để họ bù đắp lỗi lầm hoặc cải thiện bản thân. Vậy những trải nghiệm cận tử mà các nghiên cứu này chỉ ra là có thật hay chăng? Những người trở về từ cõi chết đã chia sẻ những gì? Một trong những trải nghiệm cận tử phổ biến nhất phải kể tới, đó là việc đi qua một đường hầm ánh sáng bí ẩn. Theo đó, sau khi trái tim ngừng đập, linh hồn sẽ bắt đầu rời khỏi thân xác, tạo ra trải nghiệm ngoài cơ thể cực kỳ lạ lùng. Tâm trí lúc đó nhận thức được bản thân mình đang trôi nổi hoặc bay xuống một đường hầm dài hướng tới ánh sáng chói lòa mà nhiều người mô tả là rất ấm áp. Tom Sawyer đã có một kinh nghiệm gần chết vào năm 1978 trong vụ tai nạn với chiếc xe tải của mình. Câu chuyện của ông được nêu chi tiết trong cuốn sách Những gì Tom Sawyer đã học được từ khi chết. Mô tả của Tom rất thuyết phục, liên quan đến một đường hầm và ánh sáng khiến cho người ta không khỏi hoài nghi về tính xác thực.
Bóng tối này mang hình dạng của một đường hầm. Đó là đường hầm rất rộng lớn, như trái ngược với một nơi nhỏ hẹp và dùng để giam giữ. Tôi đã rất thoải mái và không có chút sợ hãi nào. Không gian ấy như rộng cả km vuông vậy. Những người trải nghiệm qua cảm giác khi cận kề cái chết cũng hay nhận thấy rằng đó là nơi tràn ngập tình yêu, niềm vui cũng như là miền đất để gặp gỡ nhau. Arthur Jensen, một nhân chứng đã mô tả tầm nhìn của mình trong lúc trải nghiệm cận tử, được Atwater ghi lại như sau: các ngọn núi dường như là cách xa tôi khoảng 15 dặm, nhưng tôi có thể thấy những dặm hoa rực rỡ ở phía xa. Tôi ước tính tầm nhìn của tôi trở nên tốt hơn đến 100 lần so với trên trái đất. Cũng trong cuốn sách Atwater, Arthur Jensen đi vào chi tiết hơn cảnh quan mà ông đã chứng kiến. Phía sau là hai ngọn núi đẹp, tròn, tương tự như Fujiyama ở Nhật Bản. Các ngọn được phủ tuyết và các sườn núi được trang trí bằng những tán lá của vẻ đẹp không thể diễn tả. Bên trái là một hồ lung linh chứa một loại nước kỳ lạ, màu vàng, rạng rỡ và lôi cuốn. Toàn bộ cảnh quan được trải thảm cỏ rất sống động, trong trẻo và màu xanh của cỏ cây. Cá nhân tôi cho rằng những mô tả này còn khá sơ sài về nơi được gọi là thế giới bên kia, bởi lẽ hầu hết đều không có chút bằng chứng xác thực nào cả. Có lẽ để hiểu hơn về trải nghiệm của các nhân chứng trên, chúng ta cần phải đọc được những cuốn sách ghi lại lời chia sẻ của họ về một cách cụ thể và chi tiết hơn. Khi thoát ra khỏi thể xác, tôi không thấy đau, không lo lắng, cũng không quan tâm gì hết. Tôi nhìn xuống cơ thể mình và biết đó là thân xác của chính tôi chứ không phải ai khác. Một cảm giác cực kỳ phi thường khi được giải thoát ra khỏi cơ thể của chính mình. Đây chính là những chia sẻ mà Pam Reynolds Lowery, một nữ ca sĩ người Mỹ, cùng thời với Michael Jackson, đã kể lại sau khi tưởng chừng như rời xa thế giới này. Các bạn có biết không, suốt thập niên 1990 và đầu thế kỷ 20, khi Michael Jackson xuất hiện liên tục trên MTV, thì người ta vẫn sẵn sàng bật sang kênh Discovery hoặc National Geographic để nghe Reynolds kể chuyện. Điều này chứng tỏ những gì mà Reynolds nói có sức thuyết phục tới nhường nào. Và cô cũng được xem là một trong những nhân chứng nổi tiếng nhất cho hiện tượng bí ẩn mà đến giờ khoa học vẫn chưa thể giải thích, mang tên trải nghiệm cận tử. Năm 1991, khi Reynolds 35 tuổi, cô bắt đầu bị những cơn chóng mặt làm phiền. Các triệu chứng trở nên nặng hơn khiến Reynolds mất giọng và dần bị liệt. Bác sĩ Tư giới thiệu cô đến gặp một nhà thần kinh học. Phim chụp CT tiết lộ Reynolds có một động mạch phình lớn trong não. Nó nằm ở một vị trí cực kỳ khó phẫu thuật, gần như chắc chắn sẽ giết chết cô. Mọi thứ lúc này gần như đã đi vào bế tắc. Cả phẫu thuật kiểu như thế này là cực kỳ hiếm và khó thực hiện. Nhưng Robert Spessler, một nhà giải phẫu thần kinh tại Viện Barrow, Arizona, khi đó đề xuất với Reynolds một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Ông muốn dùng một thủ thuật gọi là hạ nhiệt ngưng tuần hoàn để phẫu thuật cho cô. Tuy rằng là một sự mạo hiểm lớn, nhưng sau nhiều sự cân nhắc, cô cũng đồng ý tiến hành phẫu thuật. Kỹ thuật này đòi hỏi làm lạnh cơ thể Reynolds xuống đến mức 10 độ C, ngưng thở và chặn dòng máu chảy vào não bộ. Nó sẽ giúp hạn chế các tổn thương có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Về cơ bản, hạ nhiệt ngưng tuần hoàn là đưa bệnh nhân vào trạng thái chết lâm sàng, và nó có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hiểu một cách đơn giản hơn thì việc hạn chế dòng máu vào não bộ có thể giúp bệnh nhân ổn định hơn, tránh được rất nhiều sự cố không đáng có. Và rồi may mắn đã mỉm cười với nữ ca sĩ trẻ của chúng ta. Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn và Reynolds phục hồi hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi tỉnh dậy, cô kể lại rằng trong quá trình các bác sĩ phẫu thuật cho mình, hồn cô đã bị kéo ra khỏi cơ thể và bay lơ lửng trên trần phòng mổ. Ở đó, Reynolds có thể nhìn thấy quá trình các bác sĩ phẫu thuật cho mình. Cô miêu tả lại hình dáng của dụng cụ phẫu thuật, kể lại cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ. Mặc dù Reynolds khi đó đang phải đeo một tai nghe phát tiếng ồn lớn, cho phép các bác sĩ theo dõi điện não đồ để phát hiện liệu cô có tỉnh giấc. Trên thực tế, tín hiệu điện não phẳng suốt cuộc phẫu thuật chứng tỏ Reynolds luôn ở trong trạng thái chết lâm sàng. Các bác sĩ sau đó xác nhận dụng cụ phẫu thuật cô mô tả là đúng và băng ghi âm trong phòng mổ xác nhận lại lời kể của Reynolds.
Chưa dừng lại ở đó, các sự kiện tiếp theo mà Reynolds kể lại còn khó tin hơn. Cô nói rằng mình đã bị kéo về một luồng ánh sáng chói. Ở đó, cô đã gặp lại bà ngoại, một người chú và một người thân khác mà tất cả đều đã qua đời. Mặc dù Reynolds muốn ở lại đó lâu hơn, nhưng người chú đã đẩy cô xuống. Sau một cảm giác như nhảy vào thùng nước đá, Reynolds tỉnh lại. Trường hợp của Reynolds hoàn toàn khác với những trường hợp khác chúng ta được nghe ở phần đầu video. Bởi lẽ cô hoàn toàn chịu sự theo dõi của máy móc, thiết bị y tế hiện đại cùng tất cả các bác sĩ phẫu thuật cho mình. Làm sao mà nữ ca sĩ có thể biết được hình dáng của các loại dụng cụ phẫu thuật, nghe được cuộc nói chuyện của các bác sĩ trong lúc cô đang hôn mê? Và nếu bạn cho rằng cô ấy giả hôn mê, thì máy tín hiệu điện não đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Một trải nghiệm cân tử nổi tiếng khác được ghi lại vào năm 1984 trên nhân chứng có tên là Maria, một nữ công nhân người Mỹ phải nhập viện vì đau tim. Trong đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Maria bị ngưng tim. Trạng thái này cũng chính là trạng thái gần như chết lâm sàng mà chúng ta thường hay biết đến. Bằng nỗ lực tuyệt vời, đội ngũ y bác sĩ đã giữ lại được sự sống cho Maria. Sau khi trở về từ cõi chết, cô kể lại rằng linh hồn của mình đã như thoát ra khỏi cơ thể và lơ lửng trên trần nhà. Tương tự ca sĩ Reynolds, Maria cũng nhìn thấy các nhân viên y tế đang làm việc, cố gắng cứu lấy mình. Đáng chú ý hơn nữa là để chứng minh lời nói của mình, cô kể lại chi tiết mình đi ra ngoài phòng bệnh viện và nhìn thấy một chiếc giày tennis trên gờ cửa sổ tầng 3. Kimberly Clark, nhân viên y tế làm việc trong ICU nói rằng cô đã đi lên tầng 3. Và đúng thật, Clark đã tìm thấy một chiếc giày trên gờ cửa sổ và chia sẻ lại. Maria chỉ có thể biết được điều đó bằng cách thực sự thoát ra bên ngoài và bay rất gần với chiếc giày tennis. Tôi đã lấy chiếc giày và mang nó về cho Maria. Đó là bằng chứng thuyết phục đối với tôi. Cứ như vậy, sự thu hút của giới truyền thông cũng như công chúng đối với trải nghiệm cận tử ngày một cao hơn. Năm 1975, nhà tâm lý học người Mỹ tên là Raymond A. Moody đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề Life After Life. Trong đó ghi lại nhiều nghiên cứu quý giá cũng như câu chuyện của hơn 50 người đã có trải nghiệm cận tử trong cuộc đời. Rất nhanh sau đó, cuốn sách lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại khi ấy. Niềm tin của công chúng vào linh hồn và vào một thế giới bên kia ngày càng trở nên mãnh liệt. Sau đó 5 năm, vào năm 1980, Kenneth Ring, một giáo sư tâm lý tại Đại học Connecticut, đã xuất bản cuốn sách Life at Death, cũng là một cuốn sách nghiên cứu về những trải nghiệm cận tử. Giáo sư Ring phát hiện ra rằng những người có trải nghiệm cận tử thường mô tả việc họ đi vào thế giới bên kia với ánh sáng tràn ngập màu sắc. Ở đó các khái niệm về thời gian và không gian của thế giới không còn tồn tại nữa, và họ sẽ bắt gặp những sinh mệnh tỏa ra ánh sáng của trí tuệ. Trong cuốn sách này có một trường hợp rất đáng chú ý về trải nghiệm cận tử nhìn thấy tương lai. Theo đó, cậu bé nọ khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng cho hay, mình đã được phép nhìn thấy một số chi tiết về tương lai. Năm 28 tuổi, cậu kết hôn, có hai con nhỏ. Thậm chí là cậu còn nhìn thấy bản thân mình khi trưởng thành cùng đứa con tương lai đang ngồi trong một căn phòng với nhiều chi tiết rất kỳ lạ trên tường. Rồi cậu sống lại và trải qua những năm tháng êm đềm. Còn tương lai cậu được nhìn thấy thoáng qua thời thơ ấu đã lần lượt trở thành sự thực. Khi trưởng thành, cậu chợt nhìn lại và phát hiện mình đang ở trong căn phòng mà đã từng nhìn thấy hồi nhỏ, và vật lạ trên tường là một chiếc máy sưởi áp suất lớn, thứ mà chưa từng được phát minh vào thời đó. Cũng không lâu sau, Michael Talbot tiếp tục gây chấn động khi phát hành cuốn sách The Holographic Universe. Trong cuốn sách của mình, tác giả phát hiện ra rằng bản thân một con người khi rời khỏi cơ thể sẽ là một dạng năng lượng có thể tùy biến được. Khối năng lượng ấy hoàn toàn không chịu sự trói buộc của các định luật vật lý cơ bản. Những người trong trải nghiệm cận tử của mình có thể nhìn lại cuộc đời một cách dễ dàng. Mọi chi tiết hay cảm giác trong một khoảnh khắc nào đó sẽ hiển thị ngay lập tức vô cùng sống động và chân thực. Nhiều người còn cho rằng có thể nhìn thấy cả tương lai của bản thân, vì thời gian sống của họ chưa hết nên mới bị đưa trả lại thế giới vật chất này. Làn sóng về các trải nghiệm cận tử nổi lên kéo theo sự tham gia của cả giới khoa học. Từ những bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học đến cả các bác sĩ không chuyên môn cho lắm như tim mạch cũng nghiên cứu. Đến năm 2005, người ta không khỏi bất ngờ khi biết được
đã có đến 600 bài báo học thuật mô tả tới 3.500 trường hợp khác nhau liên quan đến trải nghiệm cận tử. Nhiều trong số các bài báo này được đăng trên tạp chí Journal of Near Death Studies, nơi chúng được bình duyệt để đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn khoa học. Khoảng 240 bài báo về trải nghiệm cận tử khác được tìm thấy trên PubMed, cơ sở dữ liệu của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Vậy thì các nghiên cứu khoa học đã giải mã được những gì về hiện tượng kỳ bí này? Liệu đây có phải là một bằng chứng xác thực về linh hồn, về thế giới bên kia, hay cũng khép lại không đầu không cuối như bao câu chuyện khác? Sau khi giới khoa học bắt tay vào nghiên cứu một cách nghiêm túc, chúng ta đã có được khái niệm về trải nghiệm cận tử theo góc nhìn mới. Một trải nghiệm cận tử có 3 đặc điểm chung, bao gồm trải nghiệm bên ngoài cơ thể vật lý của một người, các khải tượng liên quan đến việc người thân đã qua đời hoặc nhân vật tôn giáo, các yếu tố không thời gian siêu việt, ví dụ như thiên đường hay địa ngục. Bám sát theo đó, người ta tiếp tục chia nhỏ những đặc trưng về trải nghiệm cận tử thành 8 phần. Đầu tiên đó là trải nghiệm ngoài cơ thể. Đây là một dạng cảm giác khi một người nhìn thấy cơ thể mình ở góc nhìn thứ 3, từ phía đối diện, đằng sau hoặc bên cạnh. Nó giống như bạn nhìn một người khác, nhưng người đó lại chính là bạn vậy. Thành phần thứ hai là hồn lìa khỏi xác, khi nhận thức bao gồm các giác quan bị tách khỏi cơ thể vật lý. Người trải nghiệm cận tử dạng này không chỉ nhìn thấy cơ thể của chính mình, phần hồn của họ còn có thể di chuyển vượt ra khỏi không gian xung quanh cơ thể vật lý. Những thành phần khác bao gồm việc người trải nghiệm cận tử nhận thức được về cái chết của chính mình, cảm thấy an lạc và hạnh phúc, hồi tưởng ký ức, đi vào hành lang tối, nhìn thấy ánh sáng lạ, gặp gỡ các thực thể cao cấp và cuối cùng là được kéo trở lại cuộc sống. Áp dụng vào các trường hợp đã bàn đến ở phần trước, ta có thể thấy trải nghiệm cận tử của Maria, nữ công nhân người Mỹ thuộc dạng 1. Còn câu chuyện của Reynolds là sự kết hợp sống động nhiều đặc trưng khác nhau. Nữ ca sĩ của chúng ta đã ở dạng 1 khi cô thấy mình lơ lửng trên trần phòng phẫu thuật và nhìn thấy cơ thể của chính mình. Rồi tới dạng 3 khi Reynolds cảm thấy nhẹ nhõm, không đau khổ và lo lắng. Chưa hết, cô cũng nhìn thấy ánh sáng chói, gặp lại người thân quá cố và bị đẩy vào thùng nước đá để tỉnh lại, cho thấy còn có cả các dạng 6, 7, 8 trong quá trình trải nghiệm cận tử. Sự thật về trải nghiệm cận tử là gì? Liệu có câu trả lời khoa học nào thuyết phục được phần đông công chúng về loại hiện tượng đặc biệt này hay không? Rất nhiều giả thuyết khoa học đã được đưa ra để giải thích cho các dạng trải nghiệm cận tử khác nhau. Một nghiên cứu năm 2010 trên 52 bệnh nhân ngừng tim, trong đó 11 người báo cáo trải nghiệm cận tử liên kết ảo giác đường hầm tối và ánh sáng chói với nồng độ CO2 cao trong máu họ. Những người từng trải nghiệm cận tử hầu hết có nồng độ CO2 trong máu rất cao, cao hơn hẳn các bệnh nhân cũng ngưng tim mà không có trải nghiệm cận tử. Các nhà nghiên cứu cho rằng CO2 trong máu gây ảnh hưởng đến thị giác, dẫn đến việc bệnh nhân nhìn thấy ánh sáng chói hay đường hầm tối. Việc não thiếu đi khí oxy cũng có thể là nguyên nhân của các ảo giác sống động khác, từ trải nghiệm ngoài cơ thể, hồi tưởng lại cuộc đời mình, cho đến việc đi tới thế giới bên kia gặp những người thân đã khuất. Có lẽ hơn ai hết, những phi công là người hiểu rõ hơn cả việc thiếu oxy cho não tác động thế nào đến thể trạng con người. Bởi họ rất thường xuyên phải tập luyện bằng các máy ly tâm với tốc độ quay cực cao, khiến cho cơ thể bị rút phần lớn máu cùng oxy khỏi não. Vào cuối những năm 1970, tiến sĩ James Winery, một chuyên gia về y học hàng không vũ trụ Mỹ, đã thiết kế một thử nghiệm để đưa những phi công quân sự vào trạng thái cận tử. Theo đó, khi họ bị đưa vào máy ly tâm để mô phỏng quá trình tăng tốc đột ngột của máy bay chiến đấu. Trong vòng 16 năm, tiến sĩ Winery đã thực hiện thí nghiệm này trên gần 1.000 phi công. Trong số đó có khoảng 10% báo cáo mình có các trải nghiệm cận tử chân thật. Trong 12 giây được gửi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, một số phi công báo cáo nhiều trải nghiệm cận tử bao gồm nhìn thấy đường hầm tối, ánh sáng chói, cảm giác trôi nổi trong không gian, trải nghiệm ngoài cơ thể, giấc mơ sống động về những nơi đẹp đẽ, nhìn thấy bạn bè, gia đình, hồi tưởng lại những kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Điều này chứng tỏ việc thiếu máu cục bộ trong não có ảnh hưởng đến nhận thức của con người. Giải thích cho đặc trưng của các trải nghiệm cận tử về sự an lạc trước khi chết là sự phát hành của các hormone và chất dẫn truyền thần kinh như endorphin trong não bộ. Daniel Carr, một nhà giải phẫu thần kinh đã phát hiện trong những tình huống não bộ gặp phải căng thẳng hay phải đối mặt với sự kiện cực đoan, chẳng hạn như thiếu máu và oxy, nó sẽ phát ra endorphin và enkephalin. Các hóa chất thần kinh này tạo ra cảm xúc dễ chịu,
thậm chí hạnh phúc cho người sắp chết. Mặc dù khoa học đã rất cố gắng để nghiên cứu, nhưng câu hỏi quan trọng nhất đó là có hay không sự tồn tại của linh hồn thì vẫn còn đang bỏ trống. Có lý thuyết nào giải thích cho hiện tượng hồn lìa khỏi xác mà cả Maria Varenos đã trải qua hay không? Làm cách nào mà một người nhìn thấy cơ thể của chính họ ở góc nhìn thứ ba nếu không có một linh hồn rời khỏi thân xác vật lý? Đến ngày nay, khoa học vẫn còn rất vất vả để chứng minh sự tồn tại của linh hồn. Các bạn đã có ai từng trải qua cảm giác kỳ lạ như lúc cận kề cái chết hay chưa? Bạn liệu có còn tin rằng thế giới bên kia, linh hồn hay sự sống sau khi qua đời? Đó có khi nào chỉ được vẽ ra bởi hoạt động sinh động của não bộ hay không? Hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Tập 3. Vượt qua thời không, tiến vào hư vô. Trong những phần trước, chúng ta đã có được cái nhìn tổng quan về một thế giới bên kia đầy huyền ảo và kỳ bí. Từ quan niệm về cái chết của nền văn minh Ai Cập cổ đại cho tới những trải nghiệm cận tử chân thật mà các nhân chứng kể lại. Thế nhưng còn một vấn đề nữa chúng ta vẫn chưa thể giải quyết được triệt để, đó là sự thiếu thống nhất trong quan niệm về thế giới bên kia của nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Bởi nếu thật sự có một thế giới bên kia, thì hẳn là mọi người sau khi chết đều phải trải qua một quá trình dịch chuyển về ý thức hay năng lượng giống nhau. Liệu chúng ta có cơ sở khoa học, tâm linh nào hợp lý hơn để giải thích về thế giới bên kia hay sự tồn tại của linh hồn con người sau khi chết đi hay không? Tất cả câu hỏi trên đều có chung một ý nghĩa, đó là tìm ra con đường thật sự mà một người sau khi chết sẽ đi qua là gì. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì rất có thể câu trả lời sẽ nằm trong tập cuối của series đằng sau sự kết thúc ngày hôm nay. Khác hoàn toàn với suy nghĩ của đại đa số khi cho rằng thế giới bên kia hay linh hồn là những vấn đề khoa học không thể chạm tới. Ngày nay, lý thuyết về ý thức lượng tử hoàn toàn phù hợp để giải thích các hiện tượng siêu nhiên mà không cần tới sự trợ giúp của tôn giáo hay các yếu tố tâm linh. Một cuốn sách có tựa đề Thuyết sinh tâm, cuộc sống và ý thức là chìa khóa để hiểu bản chất của vũ trụ đã từng gây nên một làn sóng tranh cãi không hồi kết trong giới khoa học. Bởi nó chứa đựng một lý thuyết vô cùng mới mẻ. Hay nói một cách khác là cuộc sống không kết thúc khi cơ thể chết đi, mà có thể tồn tại mãi mãi theo nhiều trạng thái khác nhau. Tác giả của ấn phẩm này, tiến sĩ Robert Lanza, từng được New York Times bầu chọn là nhà khoa học vĩ đại thứ ba còn sống tới hiện tại. Robert Lanza là một chuyên gia về lĩnh vực y học tái tạo, đồng thời cũng là giám đốc một công ty công nghệ tế bào tiên tiến bậc nhất thế giới. Sau những sự thành công rực rỡ trong các lĩnh vực sinh hóa, mới đây ông đã bắt đầu dấn thân vào nghiên cứu các vấn đề của cơ học lượng tử và vật lý thiên văn. Từ những kiến thức của mình, nhà khoa học đã cho ra một lý thuyết hoàn toàn mới có tên là Biocentrism, lấy sự sống làm trung tâm của vũ trụ, hay còn có tên gọi khác là thuyết sinh tâm. Triết lý lấy sự sống làm trung tâm chỉ ra rằng sự sống và ý thức là nền tảng của vũ trụ vật chất chúng ta đang sống. Thuyết sinh tâm được cấu thành từ 7 nguyên tắc chính. Nguyên tắc đầu tiên dựa trên giả thiết rằng cái mà chúng ta quan sát phụ thuộc vào người quan sát, và theo cách chúng ta cảm nhận hiện thực là một quá trình có sự tham gia của ý thức. Nguyên tắc thứ hai và thứ ba cho biết thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm kết nối với nhau một cách vô cùng chặt chẽ, và tất cả vật chất không thể tách khỏi sự hiện diện của người quan sát. Nguyên tắc thứ tư gợi ý việc ý thức phải tồn tại, nếu không, vật chất rơi vào trạng thái không xác định. Nguyên tắc thứ 5 cho rằng bản thân cấu trúc vũ trụ, các định luật, các lực, các hằng số của vũ trụ dường như đã được tinh chỉnh cho sự sống. Cuối cùng, nguyên tắc thứ 6 và thứ 7 khẳng định không gian và thời gian không phải là các vật hay các thứ, mà chỉ là các công cụ tạo ra bởi sự hiểu biết của sinh vật có ý thức. Lanza so sánh hình ảnh con người gắn bó với hệ không thời gian như chú rùa đi đâu cũng mang theo mài. Quan trọng hơn cả lý thuyết chỉ ra cái kết của ý thức đơn giản là không tồn tại. Nó chỉ như một ý nghĩ do con người sinh ra, bởi vì mọi người đa phần đều tự nhận mình gắn liền với cơ thể vật lý của họ. Họ tin rằng cơ thể sẽ bị diệt vong,
sớm hay muộn thì ý thức của họ cũng sẽ biến mất. Nếu cơ thể tạo ra ý thức, thì ý thức cũng sẽ chết khi cơ thể chết. Nhưng trên thực tế, khi ý thức không gắn liền với cơ thể vật lý, thì nó có thể tồn tại ở bất cứ đâu. Ý thức vốn vượt qua những hạn chế của thời gian và không gian. Nói cách khác, ý thức là bất định theo nghĩa tương tự như là các đối tượng lượng tử. Và như vậy Lan Gia tin rằng có nhiều vũ trụ đang đồng thời tồn tại song song với nhau. Khi ở một vũ trụ này cơ thể chết đi, ý thức của họ sẽ đi qua một đường hầm và đến một vũ trụ mới, có thể là địa ngục, thiên đường, mà cũng có thể ở một thế giới tương tự nơi mà người đó đã từng sống, nhưng lần này sẽ tồn tại ở trong thân thể khác. Và cứ liên tiếp diễn ra như vậy, quá trình ấy lặp đi lặp lại tới vô tận. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng các lý giải này chính là một ý nghĩa khác của khái niệm về luân hồi chuyển thế mà chúng ta biết. Liệu rằng lý thuyết mới này có phải là mảnh ghép cuối cùng để chứng minh cho sự tồn tại của linh hồn hay không? Phải chăng thiên đường hay địa ngục là cách nói khác của những vũ trụ song song, nơi mà ý thức của tất cả mọi người sẽ dịch chuyển qua sau khi qua đời? Nhiều ý kiến trái ngược về thuyết sinh tâm đã được các nhà khoa học khác nhau đưa ra. Bác sĩ, đồng thời là chủ nhân giải Nobel sinh lý học và y học Donald Thomas, ủng hộ thuyết sinh tâm phát biểu: bất cứ một khẳng định ngắn nào không thể phủ định việc thuyết sinh tâm, với tư cách khoa học và triết học chính thống, đang đưa sinh học lên vị trí của ngành khoa học trung tâm để thống nhất tất cả. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác cho rằng, trong điều kiện hiện tại, thuyết sinh tâm không thể được chứng minh. Nhà vật lý Lawrence Krauss thuộc Đại học bang Arizona chỉ coi thuyết sinh tâm giống như một ý tưởng triết học thú vị, nhưng không nghĩ nó có khả năng thay đổi khoa học hiện tại. Thuyết sinh tâm thậm chí không hội tụ đủ tiêu chí của một lý thuyết triết học. Trong tờ báo điện tử USA Today Online, tác giả David Lindley có viết: khái niệm thuyết sinh tâm là một phép ẩn dụ không rõ ràng. Lối suy nghĩ của Lan Gia không thể đưa chúng ta đến bất kỳ một sự thấu hiểu sâu sắc mới nào vào khoa học và triết học. Ông cũng cho biết thêm, cách mà Lan Gia nhìn nhận về vật lý thật không bình thường. Chưa dừng lại ở đó, cuốn sách về thuyết sinh tâm cũng vấp phải nhiều sự phê bình. Người ta nhận xét quyển thuyết sinh tâm là thứ mà Lan Gia đang miêu tả một hình thức của chủ nghĩa duy tâm và cho rằng khẳng định của ông về thời gian hoàn toàn không chính xác vì chính giả thiết về thời gian còn chưa được kiểm chứng. Kết luận lại, mặc dù thuyết sinh tâm thiếu đi những bằng chứng khoa học, triết học chặt chẽ, nhưng nói chung, cuốn sách có văn phong đơn giản, dễ hiểu, không kén người đọc, thường được tìm thấy trong những cuốn sách khoa học thưởng thức. Các bạn nghĩ sao về thuyết sinh tâm? Cách mà mọi người đón nhận nó có phải hơi thiếu cởi mở hay chăng? Bình tĩnh và suy nghĩ một chút, chúng ta tạm bỏ qua tính đúng sai của lý thuyết, thì có hai điểm chính cần quan tâm ở đây. Đó là vũ trụ song song hay đa vũ trụ là gì? Và linh hồn có tồn tại hay không? Nếu chứng minh được cả hai thứ này là hoàn toàn có thật, thì rất có khả năng việc ý thức của chúng ta không chết theo thân xác khi qua đời là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đa vũ trụ, nơi mà ý thức sẽ di cư sau mỗi lần thân xác không còn sống. Vào năm 1957, nhà khoa học trẻ tuổi Everett Hughes đã cho ra đời một lý thuyết tưởng như điên rồ tại thời điểm đó: thuyết đa vũ trụ. Lý thuyết này đã gần như không được ai trong giới khoa học tại thời điểm đó chấp nhận. Nhưng chỉ vài thập kỷ sau, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ nổi lên như là một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, mà hơn nữa, lý thuyết này còn là chủ đề cho vô số các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Tất cả mọi biến cố, những lựa chọn xảy ra trong cuộc đời bạn, rất có thể sẽ rẽ theo những hướng đi hoàn toàn khác trong các vũ trụ song song với vũ trụ chúng ta đang tồn tại. Nếu không gian là vô tận, điều này đồng nghĩa với việc phải tồn tại một hệ thống đa vũ trụ với vô số các thực tại song song với nhau. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi lẽ số lượng vật chất tồn tại trong vũ trụ là hữu hạn. Nó giống như việc bạn chơi cờ vua vậy. Khi bạn chơi số ván cờ đủ nhiều, chắc chắn sẽ có một ván cờ lặp lại tất cả các diễn biến giống với một lần trước đó. Điều tương tự cũng xảy ra với vũ trụ vô tận. Khi số lượng các thực tế song song là vô hạn, rồi sẽ có lúc vật chất phải lặp lại trình tự của mình. Một hệ thống vũ trụ song song với số lượng vô hạn các thực tế tồn tại tương đương nhau chứa đựng những nội dung chỉ khác nhau đôi chút.
Đây sẽ là lời giải thích hợp lý cho sự lập lại của trật tự sắp xếp hệ thống vật chất trong vũ trụ. Một yếu tố quan trọng nữa củng cố cho quan điểm về đạo vũ trụ, đó là việc con người cho rằng vũ trụ có tuổi thọ vào khoảng 13,8 tỷ năm, theo tính toán của các nhà khoa học. Như vậy, chúng ta chỉ có thể phát hiện ra những nguồn ánh sáng tiếp cận với chúng ta trong khoảng thời gian này. Nếu có một vũ trụ khác tồn tại với khoảng cách lớn hơn 13,8 tỷ năm ánh sáng, hoặc đơn giản là tồn tại ở trong một chiều không gian khác, sẽ chẳng có cách nào để chúng ta biết về sự tồn tại đó. Làm sao để chúng ta biết chắc chắn bên ngoài khoảng cách 13,8 tỷ năm ánh sáng không có vô số các vũ trụ khác? Ngay cả cách con người lý giải về việc vũ trụ được sinh ra thế nào cũng còn rất nhiều điểm chưa sáng tỏ. Nếu Big Bang là một khởi đầu của vũ trụ, thì đâu là yếu tố tạo nên nó? Và điều gì thực sự tồn tại trước vụ nổ Big Bang này? Đâu sẽ là ngày vũ trụ chấm dứt sự tồn tại của mình? Và điều gì sẽ tiếp diễn sau đó? Tất cả câu hỏi trên đều sẽ được giải thích với thuyết đa vũ trụ. Nhiều nhà khoa học tin rằng các thế giới được sắp xếp tựa như những lát bánh mì xếp song song với nhau. Chúng tồn tại hoàn toàn độc lập và riêng biệt, nhưng sẽ có lúc có sự giao thoa và va chạm giữa những thế giới. Tương tác xảy ra từ các vụ va chạm này sẽ tạo ra nguồn năng lượng đủ lớn để lập lại vụ nổ Big Bang, từ đó chấm dứt tồn tại của vũ trụ cũ và mở ra một kỷ nguyên mới. Vấn đề đa vũ trụ tới nay vẫn là một thách thức cực lớn. Nó chưa được chứng minh hoàn toàn, nhưng lại có rất nhiều bằng chứng cho thấy nó đang thật sự tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về đa vũ trụ trong một video khác. Còn bây giờ, vấn đề tiếp theo cần được quan tâm, đó là sự tồn tại của linh hồn. Trong tập trước, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để chứng minh sự tồn tại của linh hồn thông qua trải nghiệm cận tử của các nạn nhân. Tuy nhiên, có vẻ như nó chưa hoàn toàn thuyết phục được đám đông. Vẫn còn nhiều người cho rằng trải nghiệm ngoài cơ thể là không có thật. Đó chỉ là một hiện tượng bình thường của sinh lý khi con người rơi vào trạng thái thiếu oxy nghiêm trọng mà thôi. Năm 2007, nhà thần kinh học người Thụy Sĩ Olaf Blanke đã công bố một nghiên cứu đáng tin cậy giải thích cho trải nghiệm ngoài cơ thể. Nó liên quan đến hoạt động ở một vùng não chịu trách nhiệm sắp xếp lại các thông tin đi vào não bộ từ mọi giác quan. Đây cũng là vùng não bộ điều khiển nhận thức của chúng ta về bản thân và vị trí của chính mình trong không gian. Blank nói rằng, việc kích thích vùng não kia sẽ gây ra những xáo trộn thông tin, dẫn đến mất đồng bộ giữa nhận thức về vị trí của cơ thể với thực tại gây ảo giác OBE. Ông và các đồng nghiệp đã chứng minh điều này một cách thuyết phục trên một người phụ nữ 43 tuổi mắc bệnh động kinh. Cô này được lập bản đồ não bộ và gắn các điện cực kích thích não. Bất cứ khi nào Blank đưa tín hiệu điện để kích thích vị trí hồi góc trong phần não kia, người phụ nữ đều báo cáo trải nghiệm ngoài cơ thể. Bà ấy nói rằng có thể tự nhìn thấy mình từ trên cao. Các thí nghiệm sau đó của Blank cũng xác nhận điều này xảy ra ngay ở các tình nguyện viên khỏe mạnh. Ông và các đồng nghiệp tự tin kết luận rằng các nghiên cứu khoa học thần kinh hoàn toàn có khả năng tiết lộ cơ sở thần kinh học của trải nghiệm cận tử và làm sáng tỏ hiện tượng này, đưa nó vượt ra khỏi ranh giới của những điều huyền bí. Tuy nhiên, bạn có biết rằng trước đó hơn 100 năm, người ta đã có thí nghiệm để chứng minh rằng linh hồn có tồn tại và thậm chí là tồn tại dưới dạng vật chất hay không? Thí nghiệm nổi tiếng trên còn được gọi với tên khác là thí nghiệm 21 gam. Năm 1901, Duncan MacDougall, một bác sĩ ở Harvard Hill, Massachusetts, muốn xác định liệu linh hồn có trọng lượng hay không trên 6 bệnh nhân sắp chết trong các viện dưỡng lão. 4 người bị lao, 1 người tiểu đường và 1 người sắp chết nhưng không rõ nguyên nhân. MacDougall đặc biệt chọn những người đang bị những căn bệnh vắt kiệt sức, vì ông cần những bệnh nhân còn nguyên vẹn khi họ chết để cân đo cho chính xác. Khi các bệnh nhân có biểu hiện hấp hối, toàn bộ giường của họ được đặt lên một cái cân có kích thước công nghiệp với độ nhạy 5,6 gram. Kết quả thu được thật đáng kinh ngạc. Sự sụt cân xảy ra ở những người bệnh không nhất quán. Cụ thể hơn, một số bệnh nhân giảm cân nhưng sau đó đã tăng cân trở lại. Hai trong số các bệnh nhân khác thì thậm chí tăng cân theo thời gian. Chỉ có một bệnh nhân duy nhất đã giảm 21,3 gram trùng với thời điểm tử vong. Và để củng cố thêm cho quan điểm của mình về linh hồn, MacDougall sau đó lập lại thí nghiệm của mình với 15 con chó. Không con chó nào ghi nhận sự sụt giảm trọng lượng đáng kể cả. Như vậy, liệu ta có thể kết luận chỉ con người mới có linh hồn, còn loài vật thì không hay không?
Khi thí nghiệm của McDougall được công bố trên tạp chí American Medicine, một cuộc tranh luận đã xảy ra giữa ông và bác sĩ nổi tiếng thời bấy giờ có tên là Augustus Clark. Clark cho rằng vào thời điểm chết, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột do máu ngừng lưu thông qua phổi, nơi được làm mát bằng không khí. Sự gia tăng nhiệt độ cơ thể này sẽ làm tăng tiết mồ hôi và bay hơi ẩm. Điều này có thể dễ dàng giải thích cho việc thiếu hụt 21 gram trong thí nghiệm của McDougall. Công bằng mà nói thì hầu hết các thí nghiệm khoa học liên quan tới linh hồn đều gây ra nhiều tranh cãi và rất khó để thuyết phục được đại đa số mọi người. Bởi lẽ để giải thích một hiện tượng siêu hình thì không thể nào dùng hữu hình thông thường được. Có lẽ chúng ta vẫn cần phải dùng tới một chút tâm linh. Và trong trường hợp này, luân hồi tái sinh là một công cụ tuyệt vời cho việc đó. Luân hồi tái sinh hay đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác là một trải nghiệm khá phổ biến trong tín ngưỡng Á Đông của những người theo tín ngưỡng Phật giáo. Theo thuyết này, khi chết đi, thân xác thịt bề mặt sẽ bị phân hủy, nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Linh hồn sẽ rời cơ thể và tiến nhập vào cuộc sống tiếp theo, hay nói theo cách của tôn giáo, đầu thai vào kiếp sống kế tiếp trong một cơ thể mới. Đây là những gì được giảng trong tôn giáo. Nếu chứng minh được sự tồn tại của luân hồi, chúng ta sẽ gián tiếp chứng minh được sự tồn tại của linh hồn. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất phải kể đến đó là câu chuyện của Santi Devi. Cô bắt đầu gây chú ý ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi bằng tuyên bố rằng mình có thể ghi nhớ chi tiết tất cả các cuộc đời kiếp trước. Ấn Độ thậm chí đã thiết lập một ủy ban để điều tra và báo cáo chi tiết về trường hợp này. Năm lên 4 tuổi, cô bé Santi Devi sinh năm 1926 tại Delhi, Ấn Độ, bắt đầu khiến bố mẹ từ buồn cười đến lo ngại khi nói rằng nhà của con ở thành phố Mathura, nơi chồng con đang sống. Trong 2 năm, cô bé nói đi nói lại điều này rất nhiều lần khiến bố mẹ khó chịu, giận dữ. Năm lên 6 tuổi, Santi Devi trốn khỏi nhà, quyết định đi bộ đến Mathura, cách Delhi 150 km, nhưng không thành công. Có hôm Santi nói với bạn cùng lớp rằng sự thực mình tên là Ludi Devi, đã có chồng, thậm chí còn có một đứa con nhưng không được chăm sóc nó vì cô chết sau khi sinh 10 ngày. Bị cả trường chế giễu, cô bé khóc tức tưởi, bỏ đi lang thang khắp nơi khiến cả nhà bộ đi tìm. Từ đó cho đến năm 8 tuổi, Santi sống khép mình vì không ai thực sự tìm cô. Cuối cùng lung lay trước sự kiên định ấy, các thầy giáo đã đến nhà Santi nói chuyện với bố mẹ và hỏi cô bé rất kỹ. Bằng thứ phương ngữ vùng Mathura mà người Delhi không ai dùng, Santi nói chồng cô ở Mathura làm nghề buôn bán. Khi được hỏi tên chồng, cô bé ngập ngừng mãi, bởi với phụ nữ Hindi, nói tên chồng với người khác là bất lịch sự, gây xấu hổ, rồi lấy tay che mặt, thì thầm cái tên Kedarnath Chobi. Thầy hiệu trưởng không tin vào những gì mình đã nghe được, nhưng cũng nhanh chóng viết một lá thư cho Kedarnath Chobi theo đúng địa chỉ mà Santi đã nói. Và sự kinh ngạc của ông lên đến tột độ khi thư trả lời từ Mathura của thương gia Kedarnath gửi về. Anh ta cho biết cách đây 9 năm, vợ anh chết sau khi sinh con trai 10 ngày. Kedarnath cùng lúc ấy cũng nhờ một người em họ của mình đến gặp Santi ở Delhi để tìm hiểu xem sao. Cô bé nhận ra người quen cũ ngay lập tức trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Vị khách vốn ban đầu nghĩ rằng sẽ bóc trần bộ mặt bịp bợm, nhưng cũng sửng sốt vô cùng khi nghe Santi hỏi han nhiều chuyện ngày xưa. Để thử kỹ hơn, anh vặn hỏi nhiều câu, rồi sau đó phải van xin Santi đừng nói nữa khi cô bé bắt đầu nhắc đến chuyện anh ta đã tán tỉnh mình thế nào khi chồng cô đi vắng. Bản thân Kedarnath Chobi sau khi nghe chuyện thậm chí còn gần như ngất đi vì không tin vào nó. Anh cũng nhanh chóng chạy đến tận nơi kiểm chứng sự việc. Santi còn hỏi Kedarnath có giữ lời hứa lúc cô hấp hối là sẽ không đi bước nữa không, và người chồng thú nhận anh đã lấy vợ mới. Trong nhiều ngày sau đó ở Delhi, Kedarnath đã hỏi Santi nhiều chuyện nữa, và khi trở về, anh tin chắc cô bé chính là vợ mình đầu thai trở lại. Câu chuyện của Santi Devi nổi tiếng đến mức chính Mahatma Gandhi, lãnh tụ tối cao của Ấn Độ, cũng phải chú ý yêu cầu điều tra báo cáo về trường hợp này. Theo yêu cầu nghiên cứu, Santi Devi được đưa trở lại Mathura cùng với cha mẹ, luật sư, nhà báo và các chuyên gia. Ngày 5 tháng 11 năm 1935, phái đoàn đến gặp Mathura, và trong đám đông đến đó, cô bé không có chút khó khăn nào để nhận ra gia đình cũ. Rồi cô bé dẫn cả đoàn về thẳng nhà bố mẹ chồng và cả bố mẹ đẻ của mình. Trong những ngày ở đây, cô đã tới thăm nhiều nơi chôn cũ, gặp nhiều người bạn cũ,
Bất cứ ai nghe qua những kỷ niệm mà cô nhắc lại cũng tin chắc đấy chính là lúc đi Devi. Vậy qua câu chuyện trên, ta có thể thấy rằng đa vũ trụ là có cơ sở, linh hồn cũng hoàn toàn có khả năng tồn tại. Vậy thì lý do gì mà ta lại không thể tin tưởng vào thuyết tâm sinh? Thế giới bên kia là gì không còn quan trọng. Rất có thể tất cả đều là cách miêu tả về một vũ trụ khác so với nơi thân xác vật lý con người đang tồn tại mà thôi. Bạn có tin vào một thế giới khác, sự sống mới sau khi ta chết đi hay không? Tôi tin là mỗi người đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Video hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn với Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những series tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.